Ôi à, hôm nay sao trời nắng thế này nhỉ? Đen hết cả da mình rồi. Chào các bạn ơi, nhìn bạn Tuyết kìa. Nhìn này, các bạn ơi, ở đây tớ có hai cái squishy các bạn ơi. Một cái là squishy hình điện thoại, còn cái bên này là squishy hình đùi gà nè. Tớ định mang ra để trôn bạn Tuyết các bạn ạ. Tại vì bạn Tuyết nổi tiếng với cái tính là nhặt đồ cổ rơi và đút túi luôn ấy, tham lam cực kỳ luôn. Để xem lần trôn này thì phản ứng của bạn Tuyết sẽ như thế nào các bạn nhá. Đi, đi theo mình nhá các bạn. Các bạn ơi, bạn Tuyết đã sắp đến rồi. Bây giờ mình sẽ vứt hai cái này ra ở ngoài đường nhá. Nắng quá đi. Cái gì ấy nhỏ? Wow, một cái điện thoại với một cái đùi gà. Wow, cái điện thoại. Yeah, trời ơi, sao mình may mắn thế nhỉ? Thôi không đi chơi nữa. Đi... à đúng rồi, tớ biết rồi nha. Lấy cái gì đâu á? Thật không? Tay. Ê, tay bên kia. Tay. Ôi, các bạn ơi, các bạn ơi, các bạn thấy tớ nói đúng chưa? Có phải là vừa lấy điện thoại xong rồi lấy đùi gà đúng không? Đâu có cái gì đâu, thôi tớ đi về đây. Ê, đúng rồi. Không tin á, tớ quay cho các bạn xem rồi đây này. Cãi nó đi, cãi nó đi. Đấy rồi các bạn ơi, nhìn nè, cãi nó không? Thì tớ thấy rơi ở đường tớ nhặt thôi, có gì đâu. Trời ơi, rơi ở đường thấy rơi ở đấy thì người ta phải đi tìm mà hỏi là có ai không, có ai không, coi điện thoại này đi. Định đứt túi về luôn đúng không? Thì biết của ai đâu mà giả cơ chứ. Các bạn ơi, các bạn thấy chưa? Bạn Tuyết đã có cái tính này là hư đó. Các bạn đừng có học theo bạn Tuyết nha. Bạn đừng nói với các bạn như thế, tớ xấu hổ lắm. Ai bảo á, từ giờ bạn phải bỏ cái tính nhặt được của rơi là đồng thời đứt túi đi. Nhớ chưa? Tớ nhớ rồi. Bạn đừng có nói với các bạn nhá. Các bạn ơi, từ nay tớ không như thế nữa đâu. Các bạn đừng giống như tớ nha, không tốt đâu. Đúng rồi đấy các bạn ạ. Khi chúng ta nhặt được của rơi này thì chúng ta phải đi tìm người mất này, hoặc là mang cái này đi để trả cho chú bảo vệ, để chú bảo vệ tìm người mất để trả lại, nhớ chưa? Đúng rồi. Nhưng mà này, cái này có phải của bạn không? Thì tất nhiên là của tớ rồi. Của tớ để đấy để thử bạn á. Nhưng mà sao bạn làm được đẹp thế? Cái này là squishy đó, tớ tự làm luôn. Tự làm á? Làm này. Đây, nhìn này. Sao mà? Tự nổ luôn. Ui, thích đấy. Này, bạn dạy tớ được không? Thôi, tớ nghĩ bạn không khéo léo, bạn không làm được cái này đâu. Thì bạn hướng dẫn tớ, tớ sẽ biết làm mà. Làm không được đẹp thì tớ làm dần dần cũng sẽ đẹp thôi. Muốn làm à? Được, đi, tớ hướng dẫn bạn luôn. Ok nhá. Các bạn ơi, bây giờ hãy cùng về làm squishy tự làm với chúng mình nhá. Ok, đi. Kẹo trong trống đi. Ai kẹo trong trống nào? Mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 2. Yeah, squishy thôi mà. Ê, kẹo trong trống kìa, mua không? Mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 2. Mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 2. Đi. Kẹo trong trống đi. Đâu, đâu, đâu. Đây, kẹo trong trống đây. Các bạn ơi, trong mua 1 tặng 1 nha. Thì chúng mình thấy kẹo trong trống. Mua thêm mấy cái đi Tuyết. Mua luôn, 10.000 một cái. Ui, có bà ơi, hẳn 10.000 một cái cơ. 10.000 một cái nhưng mà đắt thế bạn ơi. Mua 1 tặng 1, đây này. Tặng 1 cái móc chìa khóa. Đấy. Đó, là cái kẹo này 5.000. Cái mốc này 5.000 luôn. Cái này bán đắt thế này thôi, đừng mua ấy. Bán đắt như này là bán rẻ rồi, mua 1 tặng 1 còn gì. Nhưng mà nhìn cái móc chìa khóa này bao nhiêu tiền nhưng đấy. Nhưng mà móc chìa khóa này đẹp của các bạn ơi. Đây, nhìn thấy chưa? Đấy. Mua đi, mua đi. Móc chìa khóa này còn được đính đá nữa. Đây. Mua đi, mua đi. Tớ không có tiền nhá. Đâu. Bạn có tiền không? Tớ có tiền đây. Ê. Thế mua mấy cái nào? Đây, để tớ chọn cho. Ok, chọn đi. Bạn Tuyết báo tớ đấy các bạn ạ. Đâu, đâu? Chọn đi. Tớ xem nè. Cái này hăng nhá. Ok. Đây. Không, tớ không lấy cái đó, lấy cái này. Móc chìa khóa đây. Hai cái cơ mà. Hai cái à? Hai cái đúng cái không? Cái nào, bạn chọn cái nào? Tớ lấy cái cô gái này đi, cho bạn cho tớ. Đây, của bạn đây. Thank you. Ok, tớ cảm ơn nhá. Hai bên cạnh đúng không? Đây. Bye bye bạn nhá. Bye bye. Hằng ơi nhìn này. Lấy cái nào? Lấy cái nào? Đây. Ui, các bạn ơi nhìn nè. Hai móc chìa khóa rất là đẹp luôn. Bạn đó. Lấy cái nào đó? Tớ thấy cô gái chân dài. Ok, thì tớ lấy cô gái váy ngắn đi. Khá là đẹp luôn. Này kẹo của bạn nè. Ok, thank you nha. Ok, đi về đi.
Nhầm nhầm nhầm. Các bạn ơi, và bây giờ thì chúng mình sẽ tự làm squishy nha. Squishy tự làm thì sẽ không được đẹp giống như kiểu là squishy đi mua đâu. Biết đâu cũng đẹp thì sao. Ở đây thì chúng mình đã có hình hamburger nè. Đây là pizza các bạn ơi, đây là một miếng pizza. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt tay vào làm squishy nha. Ok. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cắt cái hình này. Ở đây thì chúng mình đã in sẵn rồi và cắt ra nha các bạn ơi. Cắt hở hở một chút cũng được. Bạn xong chưa? Tớ cũng xong rồi đây. Thế bây giờ chúng ta còn làm gì nữa? Việc bây giờ của chúng ta đấy chính là lấy băng dính trắng này nè, dán kín lên cái hình này. À, dán hết cái bề mặt này đúng không? Ừ, bạn biết làm sao không? Có, để khỏi bị bẩn. Không phải đâu. Việc này là để chúng ta tí nữa squishy thì chúng ta phải bóp mà đúng không? Ờ, đúng rồi. Chúng ta bóp thì có băng dính này thì giấy của chúng ta sẽ không bị rách à? Này với lại là nhầu luôn nha các bạn. Rồi, biết rồi. Đây nè. Các bạn ơi, và chúng ta đã dán băng dính xong rồi. Việc của chúng ta bây giờ là lại dán băng dính tiếp. Lại dán băng dính nữa. Ồ, dán băng dính ở đây này. Bây giờ như thế này đúng không? Chúng ta sẽ dán băng dính lại để hai cái này dính vào nhau. À, đây. Nó xong giống rồi. Như là một cái túi đựng vậy. Ờ, dán mép ở đây. Xong và trừ một lỗ để chúng ta sẽ cho bông vào đấy nha. Ok. Ừ. Bây giờ tôi sẽ dính hai miếng pizza lại với nhau. Như thế này. Ok, hai miếng pizza của tớ đã dính vào nhau rồi. Bây giờ tớ sẽ dán cái mép khác nữa để tạo thành cái túi đựng. Bạn dán xong chưa? Tớ dán xong rồi. Ui, các bạn ơi, nhìn miếng pizza của bạn Tuyết này sao mà hở thế này? Tớ đã làm hở để cho cái squishy của tớ to hơn. Trời ơi, còn của tớ nè, đố các bạn nhìn thấy chỗ hở đâu đây? Ôi sao xẹp lép thế? Tại vì chúng ta phải dán dính san sạt như thế này thì squishy của chúng ta mới đẹp được đúng không? Không đây. Sao, của tớ cũng đẹp. Tớ đã dán xong rồi, trừ một chỗ để như này, Tuyết biết để làm gì không? Có chứ, thì của tớ cũng có mà. Để chúng ta cho bông vào đây. Để chúng ta sẽ cho bông vào đây, đúng rồi các bạn ơi. Thế bông đâu? Đây. Đây bằng đây chứ sao nữa. Hay là bạn cứ để tay như thế này đi để tớ bóp nè. Bây giờ thì tớ sẽ lấy bông ra để cho vào nha. Ta da, bông đây. Tớ đã chuẩn bị bông rồi, nhiều chưa? Trắng muốt như là bông luôn. Tất nhiên rồi, bông thì phải trắng đúng không các bạn? Ôi, êm quá à. Đây, bây giờ thì mình sẽ cho vào. Ui, đâu rồi? À đây. Đấy, các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cho đám mây vào trong cái túi này. Các bạn ơi, chúng ta cho nhiều bông thì cái squishy của chúng ta sẽ càng mềm và càng phồng to nhá. Nhưng mà có khi nào nó bị rách không? Dán kín thế này rồi mà. Đây, để cho vào thử xem nào. Đây, chúng ta sẽ cho vào. Nhớ là đẩy kỹ vào nha các bạn nha. Mọi ngóc ngách đều được có bông nha. Cho thật là nhiều vào. Các bạn thấy cái hamburger của tớ có đẹp không? Các bạn nghĩ là hamburger đẹp hơn hay là bánh pizza của bạn Tết đẹp hơn à? Tất nhiên là pizza rồi. Không, mới nhìn thế này tớ thấy hamburger của tớ có vẻ đẹp hơn đó. Rồi, bây giờ tớ mới cho bông vào bánh pizza của tớ này. Lúc đầu tớ đã bảo là bạn Tết nhìn vụng vụng thế này là không biết là có làm được squishy đẹp không đấy. Ôi các bạn ơi, tớ buồn quá à. Cho gì bạn Hằng đã bảo thế rồi. Này, nên... nhìn giống thật không Tuyết ơi? Không, nhìn giống squishy. Yeah, miếng pizza của tớ đã bắt đầu béo lên rồi. Ui, cẩn thận không là bị rách á. Bạn Hằng đã hay chê tớ vụng về rồi. Nên là tớ phải cố gắng làm thật là đẹp các bạn ạ. Các bạn ơi, nhìn nè, squishy của tớ gần đây rồi. Đó. Wow, thích quá các bạn ơi. Bây giờ cho thêm một tí nữa, xong rồi dán kín chỗ này, thế là chơi được luôn. Ý, các bạn ơi, nhìn nè, của tớ sắp xong rồi. Wow, tớ bóp thử nha. 2, 3. Nhưng mà chỗ này mình chưa dán vào nên là bông sẽ lại bị rơi ra chỗ này nè. Đây rồi, đây rồi. Xong rồi đây, đây các bạn ơi, nhìn nè. Wow, các bạn ơi, nhìn nè. Nhìn lúc đầu nhìn xấu xấu thế thôi, nhưng mà cho bông vào nhìn cũng đẹp ấy. Tất nhiên rồi, cho bông vào thì miếng pizza nó béo lên thì nhìn giống squishy. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ phải dán vào đây nữa. Để bông ở trong không thể nhảy ra ngoài được nữa. Yeah, xong rồi. Tớ cũng xong rồi đây nè. Các bạn ơi, nhìn này, hai cái squishy tự làm của chúng tớ. Các bạn thấy cái nào đẹp hơn? Đây chính là miếng pizza. Đâu, nhưng mà để xem nào của bạn có chơi được không ạ. Ok, bây giờ tớ sẽ cho tăng chậm nhá. Nào,
Yeah. Ui trời, ui tăng trời. Lên, tăng lên. Lên đó, đó. Lên được rồi. Còn nhìn của tớ đây này. Hai, tớ sẽ bóp nha. Bóp thật là nát luôn nè. Trời ơi, bơ luôn. Tăng đây. Ta ra. Thế tớ mới làm được mà. Đây này của tớ đây này. Đâu? Chú. Đó, chưa. Thật lớn là kỳ diệu luôn. Này này này, thi nhau xem là ai lớn nhanh hơn. Được, được. Một, hai, ba. Yeah, của tớ, của tớ. Các bạn biết sao không? Của tớ là chiều dài nó bị dài hơn nên lâu hơn. Ui. Đó. Để xem nha các bạn ơi, để so sánh xem là hai cái squishy đầu tiên với hai cái squishy chúng mình mới làm thì hai cái nào là ok hơn nha. Đây, mời các bạn cùng xem nhé. Đây, hai cái này là hai cái đầu tiên nè. Tôi phát hiện ra một điều. Sao? Đó là cái này rất là gầy luôn các bạn ơi. Nhìn này, xẹp lép luôn á. Đây này. Bạn biết tại sao không? Không. Tại vì bông ở bên trong tôi cho ít quá. Trời ơi, chả giống squishy mới. Tại vì cái này làm đầu tiên này. Những cái làm sau chúng ta rút được kinh nghiệm rồi. Nên là chúng ta cho nhiều bông thì nó sẽ được nở hơn. Đó, nhưng mà cái đùi gà này á, cũng rất là béo và rất là to luôn. Cái này hơi ít bông nên nó cũng tăng chậm á. Trời ơi, buồn quá. Nhưng mà này, tớ nhận ra một điều, đó là cái pizza của tớ cũng đẹp. Cái pizza của bạn cũng đẹp và cái hamburger của tớ cũng đẹp các bạn ơi. Đó, đấy bạn thấy chưa, cho dù tớ có hậu động một xíu thôi nhưng mà tớ làm vẫn đẹp mà đúng không? Công nhận là ở trong cái squishy này thì bạn Tuyết làm cũng được đó. Mà này, tớ cảm ơn bạn nha. Cảm ơn gì? Tại vì là bạn đã hướng dẫn tớ làm squishy đẹp như thế này. Thế xong rồi hôm sau có thấy đồ của người khác rồi nhặt lại đúng không? Lại cứ nhắc mãi các bạn ơi, không bao giờ tớ như thế nữa. Ok. Các bạn ơi, các bạn đã thử tự tay làm squishy bao giờ chưa? Và squishy của các bạn làm có đẹp hay không? Nếu mà chưa biết làm thì nhớ xem video của chúng tớ để biết làm nha. Ok. Và video ngày hôm nay của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like, share và subscribe cho Hằng Nghe Official nhá. Còn bây giờ thì bye bye. Bye bye.